been over drinking. I wonder what you do. Tell me what you're thinking. What's your point of view? Do you remember in December? Never on our own. Better yet together. We were walking through the snow. I've been reminiscing, baby. I'm missing what we could be. Will you know the things you like? Will he touch your body like me? Drinking. I wonder what you do. Tell me what you're thinking. Anh Thành đây. Is it all for me to comfort you? You say sorry. Don't know why you did it. I know I should be mad at you. If I did find out, would you still admit it? And now my heart wants to keep this together. Tell you it's fine, we'll be alright. My head knows that I deserve better. Hi, 大家，我们刚才去了三家糖水店，因为我们去的前两家全都没有开门。然后点了槐花糖水，下次我们还是要去第一家。对，等第一家开门的时候，我们去那里吃。等一下，我们就去超市。Hello mọi người, hôm nay là ngày 10/8 và hôm nay mình sẽ đi ra tàu mua vé, tại vì mình sắp phải đi học rồi và tại vì mình là học sinh mới của trường nên là mình chưa có cái thẻ học sinh.Thế nên là nếu mình muốn mua vé tàu với giá ưu đãi thì mình phải ra tận ga tàu, xong rồi đưa giấy gọi nhập học và căn cước của mình cho nhân viên làm việc gọi đó. Nên là bây giờ mình sẽ đi cùng nhé. Mọi người ơi, mình đã đến ga tàu rồi, nhưng tự nhiên trời lại đổ mưa. Đấy. Và bây giờ mình đang ở trạm xe buýt.Cái ga tàu nó ở phía bên này, ngay trước mặt mình, nhưng mình lại không thể đi vào tại vì mình chưa mang ô. Đây mọi người, buồn nhỏ hơn một chút rồi nè. Mình bây giờ đang đi vào trong ga tàu tại vì bây giờ bên này đang sửa đường. Đây là đây.Nó ở đây này, nhưng mà mình lại phải đi đường này để vào. Mình chưa đi đường này bao giờ. Đây mọi người, mình đã đến rồi, nhưng mà bây giờ là đúng là cái lúc mà người ta thay người làm việc ấy. Đây, người ta bảo là bây giờ sẽ không phục vụ cho mình thế là mình sẽ đợi ở đây để khi nào người ta thay người xong lạiBắt đầu làm việc thì mình sẽ mua vé. Mọi người, mình đã mua xong rồi. Và chuyến tàu mà mình muốn mua thì đã hết vé rồi, nên là mình đành phải mua chuyến khác. Và cái này thì đắt hơn một chút chút xíu, nhưng mà tại vì mình có giá ưu đãi nên là mình đã được giảm 100 tệ. Ok, thế là bây giờ chúng mình đã mua vé xong rồi. Bây giờ chúng mình sẽ đi về nhàHi mọi người, hôm nay là ngày 21/8 và mình vừa mới nhận được hai đơn hàng của Keep. Keep là một cái app tập thể dục rất nổi tiếng ở bên này và mình rất hay dùng nó khi mình đi chạy bộ, nhảy dây và tập aerobic. Và
Đây là hai tấm huy chương cực kỳ đẹp mà mình đã chờ đợi rất lâu. Bởi vì là tháng trước chúng mình ở bùng dịch mà người ta không ship đồ cho mình, thế nên là đến hôm nay mình mới nhìn được hàng. Và cho những bạn không biết thì ở trên Keep hay có mấy cái hoạt động chạy bộ mà mình có thể đăng ký tham gia. Mà sau khi mình đã hoàn thành hoạt động thì người ta sẽ gửi cho mình một tấm huy chương. Và mỗi một cái hoạt động họ đều sẽ tương ứng có một tấm huy chương với thiết kế khác nhau, và họ thiết kế rất là đẹp và tinh xảo luôn. Câu chuyện ở đây là có một hôm khi mà mình đang dùng Keep để tập thể dục thì tình cờ thấy được một tấm huy chương hình bánh sinh nhật rất đẹp, mà mình kiểu mình bắt buộc phải tham gia cái hoạt động này. Và đây là những gì mình đã có được. Ok, let's unbox thôi. You're in love with the drug, I'm in love with the phantom. You're not sober enough when I pull up in the rental. Too fragile to touch, I can't give you enough. Bright eyes coming in and out, red eyes in the cotton mouth. Feel the vibe of your body like this. I can't get me in your head, I can't tell you if you're aware. It's sad that you're not here. Am I running out of time? I don't take no advice. Feeling sacrificed to feel alive. You're in love with the drug, I'm in love with the phantom. You're not so. Và đây là hai tấm huy chương mà mình đã nhìn được. Đây chính là tấm huy chương hình bánh sinh nhật mà mình vừa nói. Và ở đây mình còn có một tấm thiết màu hồng và mấy tấm hình dán sticker cực kỳ cute. Và ở đây mình có chữ cái và con số, mình có thể chọn ra tên và ngày sinh của mình, xong rồi dán lên huy chương. Đây là mình đã có được một tấm huy chương của riêng mình. Hi mọi người, nãy mình đang quay được một nửa thì điện thoại của mình hết pin và bây giờ mình đang vừa sạc vừa quay. Và đây là tấm huy chương thứ hai hình Dreamcatcher. Và đằng sau nó có ghi số cây số mà mình đã chạy là 12 km. Hôm đó sau khi chạy xong thì mình ướt hết cả người, cả quần, cả áo, và áo của mình có thể vắt ra mồ hôi. Mình sẽ để video ở đây cho mọi người xem. Mặc dù rất là mệt nhưng cũng rất có ý nghĩa, bởi vì hoạt động này đã làm cho mình có thêm động lực để đi chạy bộ. Và mình có tấm huy chương đẹp để sau này mình lấy ra mình có thể nhớ lại những ngày mà mình đã cố gắng và kiên trì để đi chạy bộ. Video này đến đây là kết thúc rồi, và hy vọng mọi người đã hiểu biết nhiều hơn về cuộc sống của mình ở Trung Quốc. Và cảm ơn mọi người đã xem đến tận đây, và chúng mình sẽ hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nha. Bye bye.